Ngày 8 tháng 11 năm 2017, blogger Phạm Đoan Trang và các thành viên của tổ nghiên cứu tôn giáo đã thông cáo báo chí cho ra đời cái gọi là báo cáo nghiên cứu đánh giá luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Trong đó, Phạm Đoan Trang cho rằng chính quyền Hà Nội đang sử dụng các điều luật, những quy định để cho các tổ chức tôn giáo phải xin phép hoạt động, nếu không sẽ bị xem là bất hợp pháp, sử dụng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam để tấn công, khích bác các tổ chức tôn giáo, sử dụng những tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát để chống lại các tổ chức tôn giáo được dân chúng tự thành lập và đàn áp bằng sức mạnh bạo lực. Phát ngôn của Phạm Đoan Trang là hành động mang màu sắc chính trị, đi ngược lại chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thầy luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thứ nhất, Đảng và chính phủ Việt Nam luôn coi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt quyền đó. Trong đó, Điều 24 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định. Điều 24 chương 2 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: một, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, đã khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm và nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng, cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, chính quyền Việt Nam cũng luôn thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo mở rộng hơn, với các thể chế chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Hiện nay, Việt Nam có đến 38 tổ chức tôn giáo, trên 24 triệu tín đồ, 80.000 chức sắc và khoảng 26 cơ ngàn cơ sở thờ tự. Thực tế, có những tôn giáo du nhập vào Việt Nam từ hàng ngàn năm, có tôn giáo ra đời chỉ mới vài chục năm và khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Thứ hai là, việc các tổ chức tôn giáo muốn hoạt động ở Việt Nam phải xin phép các cơ quan chức năng là điều hoàn toàn bình thường, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, Điều 21 và khoảng 1, Điều 22 Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 đã quy định. Điều 21, điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo. Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, hoạt động ổn định liên tục từ đủ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Hai là có hiến chương theo quy định tại điều 23 của luật này. Ba là người đại diện, người lãnh đạo tổ chức tôn giáo là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 4 là có cơ cấu tổ chức theo hiến chương. 5 là có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Thứ 6 là nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Điều 22 quy định trình tự thủ tục thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo. Thứ nhất, tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại điều 21 của luật này, gửi hồ sơ để đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Thứ ba, Đảng và Nhà nước không những thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà còn kiên quyết đấu tranh với các cá nhân tổ chức lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá chính quyền nhân dân, đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo, ép buộc mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Tóm lại,
Báo cáo nghiên cứu đánh giá luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam thực chất chỉ là hoạt động PR đánh bóng tên tuổi của Phạm Đông Trang sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng các hoạt động để vi phạm pháp luật.